người em ở trong team. Hôm nay em đến đây để support người anh em của mình. Một năm dài sau bên quân không có xuất hiện và để tập trung vào những cái sản phẩm lần này. Anh biết là nó sẽ rất là dài. Đó là những sản phẩm rất là trường du của Showbiz. Từ trước đến giờ đối với anh Showbiz luôn là một trong những cái dòng ca pop của ballad Việt. Và anh nghĩ lần này cái sự trở lại của Showbiz, cái màu sắc nó sẽ mới hơn rất là nhiều. Anh đã được nghe sơ qua những cái bài hát rồi và cảm thấy rất là thích, nó có một cái âm nhạc rất là mới. Anh thấy bình thường cảm thấy rất là vui vì cái tài năng được sự chú ý các bạn cũng đang có, và đó là cái chương trình rất là ý nghĩa. Rất là hài lòng và anh cũng đã nói với các bạn anh sẽ support tất cả những gì anh sẽ đã làm được, anh sẽ làm tất cả cho các bạn. Sau đó thì mình ra lại cái sản phẩm rất là nhiều.